Trước khi xem video, anh em hãy like và đăng ký để cho Ad có động lực ra video nhanh hơn. Cảm ơn anh em. Có rắc rối, cái gì thế này? Được rồi, ba người hãy nghe rõ đây. Vãi trường, là thầy giáo. Các người tham gia trò chơi, ta không phản đối. Nhưng bỏ học để tham gia trò chơi thì các người chán sống rồi sao? Thầy giáo, thầy muốn cái gì chứ? Cậu có thấy nhân viên phía sau không? Bây giờ họ đều là người của tôi. Để nhận được tiền thưởng, cậu phải hoàn thành lớp học. Nhìn dưới chân đi. Quá là trời kim cương luôn. Nhiều kim cương quá, tôi muốn chơi. Hoàn thành tất cả bài tập về nhà thì tôi sẽ cho các cậu chơi. Nhiều bài tập như vậy, tôi phải viết đến khi nào chứ? Nào các con, đừng chơi máy tính nữa. Làm bài tập xong thì chơi sau. Thầy giáo lại bắt đầu tẩy não học sinh rồi. Xong tôi sẽ bổ sung thêm bài tập cho các bạn. Chúng ta thực sự nghe theo sao? Nghe cái búa, cậu nhìn đầu tôi học sắp nổ tung rồi. Nhưng đáng tiếc là nhiều tiền thưởng như vậy. Quyền nó đi, tôi không làm bài tập. Tôi sẽ chơi máy tính. Tôi vừa mới quay lại thôi mà các cậu đã chơi rồi. Các cậu không muốn tham gia trò chơi sao? Thầy giáo, chúng em chỉ đang xem phim thôi. Chỉ xem phim thôi sao? Vậy thì còn được. Chúng ta tiếp tục vào học tiếp. Suýt nữa là bị phát hiện chơi máy tính rồi. Có thầy giáo ở đây, chúng ta không thể chơi game được. Đi chỗ khác chơi thôi. Đầu tiên là phải tiễn thầy giáo đi trước. Tiểu ngốc, cậu thật là dũng cảm đấy. Được rồi, các bạn hãy theo tôi rời khỏi nơi này thôi. Cẩn thận có bẫy, tôi đã đặt sẵn để dành cho thầy giáo. Chỉ cần thầy giáo dám đuổi theo, thì chắc chắn là dính. Phía trước này là khối ao rác, có thể đi thẳng qua. Sau khi vào đây thì có thể chơi máy tính thoải mái rồi. Tức quá mà, nhóm học sinh này thật sự là không thể dạy được. Xem tôi bắt chúng về và phạt chúng 100 cái bài tập. Hai cánh cửa này chọn cái nào? Sao bên này lại có nhiều cửa thế? Thằng nhóc này rảnh rỗi như vậy sao? Tôi sẽ tìm ra và bắt nó làm bài tập. Vừa rồi chỉ là một chút sơ suất nhỏ. Cái quái gì sao mà lại nhiều bẫy như vậy chứ? Đúng là cái thằng nhóc đáng ghét. Cái gì thế này? Tại sao tôi lại trong trò chơi con mực? Tức chết mất, dám bẫy hù dọa tôi sao? Ba cái thằng này có rất nhiều thủ thuật ảo ma. Tôi biết rồi, chắc là bọn chúng trốn trong hồ bơi, làm xe lửa để lừa tôi sao? Ta ăn muối còn hơn cả các người uống nước ngọt. Cửa kim cương, cửa trứng gà, vào trứng gà đi. Bọn đó nghĩ tôi tham lam vậy sao? Còn làm cả chỉ dẫn nữa, sợ tôi không tìm ra à? Thôi xong đời rồi. Cửa kim cương chả lẽ không phải là bẫy? Vào xem thế nào, dưới mặt đất có gì đó kỳ lạ. Vãi trường, cũng may là tôi cẩn thận, suýt rơi xuống. Cái bẫy của mấy bọn trẻ con mà cũng đòi làm. Đáng ghét, đứa nào đặt cái thang ở đây chứ? Hình như là chỉ có cái xe mỏ này để qua. Ba thằng nhóc đáng ghét, các người chờ đó. Cái gì thế này, tại sao lại chui xuống dưới nước rồi? Thầy giáo cuối cùng cũng tìm đến. Tiểu ngốc đừng sợ, tôi đã chuẩn bị rồi. Nhìn xem, ông thầy đã rơi xuống hố. Mấy đại ca hãy tha cho em đi mà. Em sẽ không bắt các đại ca làm bài tập nữa. Chỉ cần gạt thanh kéo là thầy có thể lên được rồi. Ha ha, khi ta lên được các người sẽ chết. Vãi trường, là khí độc. Đúng là ông thầy giáo gian xảo, định ăn tôi sao? Đây chính là kết cục dành cho ông thầy. Hả? Ông thầy giáo suốt ngày thay đổi lớp học, còn tôi thì suốt ngày đi học muộn. Thằng nhóc cậu còn biết đi học sao? Thời tiết xấu mọi người vẫn cố gắng đến lớp học, chỉ có mình cậu là ngủ đến 9 giờ. Ông thầy giáo, sao lại chuẩn bị cho tôi một cái lồng chim? Gấu đại, gấu hai, mau lên giúp tôi dạy dỗ thằng nhóc. Bài tập về nhà hôm nay tôi sẽ bỏ qua cho các bạn. Được rồi, mau đi thôi gấu hai em. Còn gã đầu chọc này, nhiệm vụ của anh là canh chừng học sinh bên dưới. Ông thầy giáo còn bảo hai con gấu chó này canh chừng tôi. Cũng may là tôi đã bàn kế hoạch trước với Cường ca rồi. Con chuồn xanh ngốc này còn dám ra lệnh cho tôi. Cậu giải quyết chúng đi, tôi sẽ đưa cậu ra ngoài. Gấu chó gì cũng vậy thôi, dưới súng của tôi thì chúng sinh bình đẳng. Đừng nói nhảm nữa, mau ra ngoài đi. Con chuồn xanh đó chắc chắn sẽ còn quay lại báo thù. Cũng may bên này tôi đã chuẩn bị bẫy từ trước. Quả nhiên là Cường ca, đi theo anh tôi cảm thấy rất an toàn. Tiểu Bạch, mau lên đi, cái bẫy ở đây sẽ không tồn tại được lâu đâu. Cả hai bên cửa sông này đều là bẫy sao Cường ca? Xem ra thì cậu cũng thông minh đấy. Mau đi với tôi, cái bẫy cuối cùng thực sự nó là nằm ở cửa dung nhàm bên trái. Tôi vào chơi máy tính trước, cậu cố mà theo kịp nhé. Cường ca này ảo thật, cũng không cho tôi viên ngọc dịch chuyển nào. Tiểu Bạch nhanh lên, trò chơi bắt đầu rồi. Này Cường ca, anh đợi tôi một chút. Không ngờ tên Tiểu Bạch lại thông đồng với gã đầu chọc, thật là tức quá mà. Nếu hôm nay tôi mà bắt được nó thì mời bọn chúng ăn kẹo đồng cho ngập hết mồm luôn. Phía sau cái bảng đen này có hai cánh cửa, thằng nhóc chắc chắn sẽ trốn vào cái bên trái. Hả? Mấy tuổi rồi mà còn chơi trò này nữa? Được rồi, mau ra đây đi. Ôi trời ơi, thật không ngờ bên trái lại là một cái bẫy. Đây chắc chắn là tác phẩm của gã đầu trọc. Nếu như không ở bên trái thì chắc chắn là bên phải. Tôi không tin là bên này vẫn là một cái bẫy nữa.
Tại sao cả hai bên đều cùng là một cái bẫy chứ? Điều này chỉ có thể là gã đầu trọc. Hai viên gạch trên tường sao màu sắc lại không giống nhau? Vãi trường, có cửa ngầm sao? Lại còn muốn dùng dung nhảm hố tôi. Hai con người này thật là lỗ bịch. Cũng may là tôi có mang theo cái đống bài tập này. Tuy rằng là tôi rất đau lòng, nhưng phải biết hy sinh. Chỉ cần là bắt được thằng nhóc thì mọi chuyện xứng đáng. Lúc đó tôi bắt nó làm bài tập 1000 lần. Bọn họ chắc đang phía trước rồi. Cái đống bài tập về nhà của tôi, ta nhất định sẽ báo thủ cho các ngươi. Phía sau này vẫn còn cửa nữa sao? Vẫn phải lựa chọn. Tôi vẫn quyết định là chọn bên trái. Lão tử sẽ đến bắt các ngươi. Bên trái có nhiều đen xì xì như vậy, thật kinh khủng. Nếu bên trái không có, thì chắc chắn là bên phải rồi. Hả? Ôi trời ơi! Chúa mì! Cái đầu chọc đáng ghét này làm bẫy thật là quá đáng. Cả quân nhỏ của tôi cũng nổ tung rồi. Chắc chắn là có một cánh cửa bí mật trên bức tường này. Quả nhiên là như vậy, tôi biết mà. Phía sau lại thêm hai cái cửa nữa. Hai lần trước chọn bên trái rồi, lần này chọn bên phải đi. Còn dùng dung nham để mà ngăn cản tôi sao? Hôm nay không bắt được bọn họ, tên tôi viết ngược lại. Hả? Cái quái gì đây là đâu vậy chứ? Không thể ngờ được là thầy giáo như tôi lại thua một con sambi nhỏ. Nếu không có ở bên phải, vậy thì chắc chắn là ở bên trái này. Hai tên đáng ghét, lão tử đến rồi. Tiểu ngốc đừng có chơi nữa, mau khởi động máy đi. Ha ha, bẫy không dùng được nữa phải không? Ta chính là vua phá bẫy. Vãi trường, đừng mà. Quả nhiên, bẫy vẫn không lợi hại bằng chúng sinh bình đẳng. Lần sau tôi sẽ không làm cái bẫy này nữa. Cũng may là không có chuyện gì nguy hiểm. Tiếp tục chơi máy tính thôi Cường ca. Làm thế nào mà ông thầy lại xây lớp học trên trời được chứ? Thay đổi lớp học suốt ngày, bảo sao tôi lúc nào cũng đến muộn. Vãi trường, cái lớp học địa ngục à? Thằng nhóc mày lại đi học muộn nữa sao? Tất cả đều có mặt đúng giờ, mà có mình cậu đến muộn. Hôm nay tôi sẽ phạt cậu làm thêm bài tập. Bao giờ xong thì cậu mới được thả về nhà. Không xong thì mai mời phụ huynh gặp tôi. Lại phải ngồi lên cái bàn đáng ghét này. Thằng nhóc, tốt nhất là cậu đừng có giở trò. Mau đi giúp tôi trông chừng đó. Hôm nay viết không xong thì đừng nghĩ đến việc về nhà. Mọi người, chúng ta tiếp tục vào học. Ông thầy giáo này còn bảo gã đầu chọc canh chừng tôi. Cũng may là tôi với gã đầu chọc là cùng một đội. Bắt đầu chơi game nào. Vẫn quy tắc cũ nhé. Mỗi người chơi một mạng. Này, đầu chọc anh nói nhỏ nhỏ thôi. Dám chơi game trước mặt tôi sao? Hai người đã chán sống rồi phải không? Cường ca. Dám lớn tiếng với cả Cường ca tôi sao? Từ bé đến giờ, chưa có đứa nào dám nói tôi như thế. Cường ca anh giỏi quá. Đừng có nói nhảm nữa, mau đi với tôi. Con chuồn xanh đó chắc chắn sẽ còn quay lại báo thù. Đi theo Cường ca thì tôi chả sợ cái gì hết. Được rồi, mau vào chơi game đi, kẻo chuồn xanh đến. Cái thằng nhóc đáng ghét này làm tôi tức quá. Hôm nay tôi nhất định phải dạy cho nó một bài học. Có hai cánh cửa ở hai bên bảng đen, các cụ nói là nam trái, nữ phải, hai người họ chắc chắn ở bên trái. Nếu để tôi mà bắt được thì kết quả sẽ không tốt. Hai cái con người này thật là tàn nhẫn mà, ngày nào cũng gài bẫy tôi là sao chứ? Nếu bên trái là bẫy rồi thì họ chắc chắn sẽ ở bên phải. Tôi không tin sau cánh cửa bên phải vẫn là một cái bẫy. Hôm nay tôi nhất định phải bắt hai con người này. Chọn bên trái. Ôi trời ơi. Cuối cùng bên phải vẫn là một cái bẫy là sao? Nếu cả hai bên đều là bẫy, có khi nào lối vào ở giữa bảng đen không? Cái này tôi quá quen thuộc rồi. Cái thằng nhóc này, mau biến ra chỗ khác. Cậu đứng lên cái cần gạt bẫy của tôi rồi. Ôi trời ơi. Chỉ với cái bản lĩnh này mà đòi làm phiền Cường ca tôi chơi game sao? Cường ca, anh đúng là thiên tài đặt bẫy mà. Hai bên này đều là cơ quan mà tôi đã chuẩn bị, đảm bảo cho con chuồn xanh có đến mà không có về. Bên này hai chọn một, mà chọn cái nào cũng như nhau. Cường ca, anh đúng là quá giỏi. Một mình anh chuẩn bị nhiều bẫy như vậy. Được rồi, bắt đầu chơi máy tính thôi. Hai người này thật sự quá xảo quyệt. Dùng dung nham để nướng tôi, đến cái quần nhỏ cũng chẳng còn. Chắc sau tường này còn thứ gì đó. Hả? Ha ha, tôi đúng là thông minh mà. Lần này tôi không tin cái bên trái vẫn là cái bẫy. Vãi trường, đâu ra nhiều đen xì xì như vậy chứ? Bên phải vẫn là bẫy thì tôi trồng cây chuối luôn. Ôi trời ơi! Bên phải hóa ra là siêu đột biến của gã đầu trọc. Vừa vào đã cho tôi nổ tung luôn rồi. Bên này đi vào chỉ là khối ảo giác. Vậy chắc chắn đối diện nó cũng là khối ảo giác. Đúng là suy toán như thần. Hai cái đứa này lại bắt tôi phải lựa chọn nữa. Lần này nhất định bên trái. Thực sự là làm tôi tức chết mà. Bên trái là bẫy rồi thì bên phải chắc là lối vào bí mật. Bắt được các ngươi rồi. Vậy sao? Thế thì cho ngươi xem món quà mà ta đã chuẩn bị. Ông thầy giáo bị ép thành siêu mỏng dính luôn rồi. Vậy là đã an toàn. Chúng ta chơi tiếp thôi. Cường ca,
đi theo anh đúng là lựa chọn đúng đắn. Ông thầy giáo lại xây cái lớp học bất ổn mới, không ở trên trời thì là dưới lòng đất. Tôi chả hiểu là ông thầy giáo là đang nghĩ cái gì nữa. Sao lại có vòng lửa thế này, trông chả khác gì cái lớp học địa ngục. Thằng nhóc này cậu lại đi học muộn nữa, đã học rốt rồi, lại còn làm mất thời gian của mọi người. Cái đồ học rốt nhất lớp, mau trở về chỗ ngồi của mình đi. Suốt ngày bắt tôi phải ngồi học chỗ này. Thằng nhóc, tốt nhất là cậu làm xong bài tập hôm nay. Đầu chọc, mau đứng dậy canh cho tôi thằng nhóc đó. Làm sao mà làm xong cuốn bài tập lớn thế này chứ? Ảo thật đấy. Đừng nói nhảm, không làm xong thì đừng có đòi về. Làm bài tập cái gì chứ, lấy bánh ra ăn đi. Được rồi, sáng giờ tôi cũng chưa có ăn gì cả. Này Cường ca, anh nói nhỏ một chút, đừng để cho ông thầy giáo nghe thấy. Ăn no rồi, chơi máy tính thôi. Thằng nhóc, tôi thấy cậu là chán sống rồi sao? Ăn bánh đã bỏ qua rồi còn lôi cả máy tính ra chơi. Cái con chuột xanh này, dám làm phiền Cường ca tôi chơi máy tính. Hãy mau bỏ máy tính cũ của cậu và đi theo tôi. Con chuột xanh đó chắc chắn sẽ còn quay lại báo thù. Cường ca, anh chờ tôi một chút. Nhanh lên, tôi mở máy đợi sẵn rồi. Được rồi, mau chơi thôi. Thật không ngờ là thằng nhóc thông đồng với gã đầu trọc. Cả lớp học bỏ về hết không còn lấy một bóng người. Hôm nay chắc chắn phải dạy hai người họ một bài học. Lần này tôi sẽ chọn cửa bên phải trước đi. Có hai thanh kéo, chắc họ đã dùng thanh kéo để trốn. Còn muốn chạy sao? Ôi giời ơi! Chưa mì... Vãi trường, bên phải lần này lại là một cái bẫy. Rơi xuống dập hết cả mông của tôi rồi. Hai tên đáng ghét đó chắc là đang trốn ở bên trái. Hôm nay ta nhất định phải đem hai người bọn họ ra xử ngay tại chỗ. Lão tử đến rồi đây. Thật sự không thể nào tin được, cả hai bên này đều là bẫy thật kỳ lạ. Nếu không phải là ở hai bên, chẳng có lẽ lại ở giữa bảng đen. Hóa ra là các người đang ở đây. Mau đi theo tôi về lớp làm bài tập. Giờ này rồi mà con chuột xanh vẫn nghĩ đến bài tập. Anh thật sự quá giỏi. Đừng có nói nhảm nữa, con chuột xanh đó vẫn sẽ còn quay lại. Hai cái bên này đều là bẫy mà tôi đã chuẩn bị từ trước. Hôm nay phải để cho con chuột xanh đó có đến mà không có trở về. Hai thanh kéo này có gạt cái nào cũng là bẫy. Cường ca, ở bên anh cảm giác thật sự rất an toàn. Phải có chút bản lĩnh mới dám chơi máy tính. Đây chắc chắn là cái bẫy của gã đầu chọc đó. Cháy cho tôi đến cái nịt cũng chẳng còn. Chắc chắn là phải có cánh cửa bí mật nào đó. Hôm nay nhất định phải dạy cho bọn chúng một bài học. Vẫn chỉ là khối ảo giác, có hai cửa thì nam trái nữ phải. Lần này tôi sẽ thử bên trái trước. Ôi trời ơi! Sao trong này lại nuôi nhiều quá? Cứu mình à! Sư cái bẫy đáng ghét như thế này, chỉ có thể là gã đầu chọc. Thật sự là quá xảo quyệt, bên trái là bẫy rồi thì chắc chắn là bên phải. Phía sau những bức tranh đều là mấy con đen xì xì. Bị rơi xuống dưới thì đến cái nịt cũng chẳng còn. Vì bức tường này là lối vào bí mật, vậy chắc chắn bức tường phía trước cũng sẽ có lối vào. Quả nhiên là như vậy, tôi đúng là thiên tài mà. Lại muốn tôi phải chọn một trong hai sao, tôi không tin là lần nào cũng chọn sai. Làm sao mà thằng nhóc này biết tôi hay chọn bên trái, thật là tức quá mà. Hôm nay tôi nhất định phải đánh cho mông họ nở hoa. Thanh kéo bên phải chắc chắn là công tác phòng bí mật. Hai cái đứa đáng ghét bắt được các ngươi rồi. Cường ca, anh mau khởi động bẫy đi chứ. Còn cái bẫy nào thì lôi hết ra đây đi. Hả? Đã yêu rồi lại còn hay thích gái với tôi sao? Cường ca, anh đúng là quá đẹp trai. Được rồi, bây giờ thì yên tâm mà chơi máy tính. Hãy mau khởi động máy lên nào. Lớp học lần trước thì là ở trên trời, lớp học lần này thì lại ở dưới biển. Không biết ông thầy giáo là đang nghĩ cái gì nữa. Cường ca sao bị bắt nhốt lại rồi? Con chuột xanh này đúng thật là ghê gớm. Cường ca, tôi sẽ cứu anh ra ngoài. Cái thằng nhóc này lại đi học muộn nữa, mau quay về cái chuồng chó của mình đi. Ông thầy giáo còn chuẩn bị cho tôi một cái lồng nữa. Mau vào đi, hôm nay những ai đến muộn thì bị nhốt vào cối sắt. Đừng nghĩ đến việc chơi game gì cả. Hôm nay chú ý nghe tôi giảng bài đi. Nếu không nghe thì cậu đừng mong ra ngoài nữa. Được rồi, chúng ta bắt đầu vào bài học ngày hôm nay. Lại phải nghe ông thầy giáo nói nhảm sao? Vậy thì tôi thả chơi máy tính còn hơn. Được rồi, khởi động máy tính nào. Cái thằng nhóc đáng ghét, cậu thật sự dám chơi máy tính. Tôi thấy cậu là chán sống rồi có phải không? Thầy giáo, em biết sai rồi. Học thì rốt mà suốt ngày chơi máy tính. Nếu cậu còn dám chơi một lần nữa, tôi sẽ xử lý cậu ngay tại cái chỗ này. Ông thầy giáo đáng ghét, còn dám hù dọa tôi sao? Đây chính là cái kết, dám làm phiền tôi chơi máy tính. Dậy mà gáy nữa đi, tôi phải đi cứu Cường ca. Cũng may là ba lô của tôi lúc nào cũng có dụng cụ đào mỏ. Phải nhanh lên, nếu không ông thầy giáo sẽ quay lại báo thù. Cường ca, tôi sẽ đến cứu anh ngay bây giờ. Ảo thật đấy. Chờ thằng nhóc cậu đến cứu tôi thì hắn đã quay trở lại rồi. Nhanh nào, hãy đi theo tôi. Bên này có phòng bí mật tôi đã chuẩn bị từ trước. Quả nhiên muốn trốn học còn phải dựa vào Cường ca. Con chuột xanh đó chắc chắn không ngờ là chúng ta lại trốn sau bảng đen nữa. Chuẩn bị máy tính đi Cường ca. Được rồi, mau vào chỗ và chơi game đi. Hôm nay sẽ chơi trò chôn thầy giáo.
Thật là tức chết tôi rồi, thằng nhóc này còn dám vượt mục sao? Hai bên bảng đen có hai cánh cửa, các cụ nói là nam trái, nữ phải, vậy chắc chắn là bọn chúng đang trốn cửa bên trái rồi. Nếu tôi bắt được chúng hôm nay, thì coi như bọn chúng xong đời rồi. Hai người họ thật sự quá xảo quyệt, dùng cả set để mà làm bẫy đánh tôi. Vì thanh kéo bên trái là một cái bẫy, vậy hai người bọn họ chắc là trốn ở bên phải rồi. Của nhiên thanh kéo này đã bị người ta kích hoạt, đầu chọc đáng ghét. Cuối cùng bên phải vẫn là một cái bẫy là sao? Tôi thực sự sợ cái gã đầu chọc này rồi. Nếu không trốn ở hai bên, chắc chắn có gì đó không ổn trên bảng đen ở giữa. Bọn họ không thể tự nhiên biến mất được. Đầu chọc, tao tóm được mày rồi. Mau đầu hàng để nhận sự khoan hồng. Thằng nhóc này, đừng có chắn cái công tắc bẫy của tôi. Ôi giời ơi! Cũng may là Cường ca anh dùng bẫy kịp lúc. Thằng nhóc cậu đừng nói nhảm nữa. Con trồn xanh này không bỏ qua dễ dàng như vậy. Tôi phải cầm theo máy tính trước khi rời khỏi đây. Hai cánh cửa lửa này tất cả đều là bẫy của tôi. Vớt viên ngọc dịch chuyển đi để đánh lừa hắn. Nói về trốn học thì Cường ca là số 1 trong lớp rồi. Cái bẫy cuối cùng thực sự là ở bên này. Hôm nay liền cho hắn có đến mà không có về đi. Được rồi, không nói nhảm nữa. Đặt cái máy tính xuống và chiến game thôi nào. Hai cái đứa này thật là đáng ghét. Dùng cái bẫy to như thế này để mà hại tôi. Không có gì bất ngờ thì bức tường phía trước là có cửa ẩn. Theo kinh nghiệm nhiều năm của tôi thì không bao giờ sai. Bên này có hai cánh cửa lửa và một viên ngọc biến mất. Thế thì chắc chắn là bọn chúng đang trốn trong này rồi. Hôm nay tôi nhất định phải dạy cho hai cái đứa này một bài học. Sao trong này lại không có gì cả? Hai cái đứa này thực sự làm tôi tức chết mà. Xem ra là chỉ có thể nhập lệnh tự hủy thôi. Hai bên này chắc chắn tất cả đều là bẫy. Đừng hòng lừa tôi nữa. Sau nhiều lần mắc bẫy thì tôi khôn hơn rồi. Phải đem hai cái đứa này xử ngay tại chỗ. Dám chọc giận lão tử sao? Có hai cánh cửa nhỏ thì lần này tôi vẫn chọn bên trái. Tôi không tin là lần nào tôi cũng chọn phải bẫy. Hai người họ chắc chắn đã trốn bằng thanh kéo đi rồi. Ôi trời ơi! Cứu mình à! Thật sự tức quá mà, lại chọn phải cái bẫy. Nếu họ không ở bên trái, chắc chắn là bên phải. Đừng chơi nữa, hắn ta đến rồi. Thầy giáo, thầy thật là giỏi quá đi. Hôm nay các người sẽ phải chết ở đây. Ôi trời ơi! Nói gì vậy con trai sành đáng ghét, cố bản lĩnh thì để ta lên đấu tay đôi 500 hiệp. Ông đừng nói nhảm nữa, ai mà giành đánh với ông chứ. Cũng may là tôi còn có khẩu súng siêu dài của mình. Mau vào game đi. Lần này chúng ta sẽ bắn Free Fire. Ông thầy giáo đáng ghét, hôm nay học ở đâu thế này? Làm tôi tìm đường mà muộn cả học. Cái thằng nhóc đáng ghét, còn biết đường mà đi học sao? Cả lớp có đúng mình cậu, thực sự là chán sống thật rồi. Xin lỗi thầy giáo, em biết sai rồi mà. Mau ngồi vào chỗ này đi. Ông thầy giáo đáng ghét lại bắt tôi làm bài tập. Cứ thế này chắc tôi sớm mà phát điên mất thôi. Tôi khuyên cậu là nên ngoan ngoãn nghe giảng. Nếu không thì đừng có hỏi tại sao nước biển lại mặn. Các em cùng học tiếp thôi nào. Muốn tôi ngồi một chỗ nghe ông thầy nói nhảm sao? Cái đống bài tập này cho chó cũng chả làm. Cái lớp học nhàm chán thế này, tốt nhất là chơi máy tính. Cái thằng nhóc đáng ghét, cậu còn dám chơi nữa sao? Cậu đang thách thức tôi phải không? Nếu hôm nay bài tập không xong, mai gọi phụ huynh gặp tôi. Thôi em xin lỗi, cất máy tính vừa lòng thầy chưa? Nếu còn dám chơi nữa, thì đừng có trách tôi. Lần này thì tha cho cậu một mạng. Mình không thể ở cái lớp học này mãi được. Đại ca, Tôn Ngộ Không, mau xử lý ông thầy giáo đáng ghét này đi. Người dám bắt nạt em trai ta sao? Đây chính là kết cục cho những kẻ dám bắt nạt em trai ta. Hả? Đại ca, anh cũng quá là bá đạo rồi. Thằng nhóc, đừng nói nữa. Con chuồn xanh đó chắc chắn sẽ còn quay lại báo thù. Cũng may là tôi đã chuẩn bị trước một cái bẫy ở bên này. Nhóc chỉ cần đi theo ta, ông thầy giáo sẽ không làm gì được. Nhất định phải cho ông thầy giáo một bài học. Phía sau này ta đã chuẩn bị rất nhiều bẫy đợi hắn đến. Chắc chắn là ông thầy giáo sẽ không biết là trốn ở đâu. Được rồi, nhanh theo ta kẻo dính phải bẫy. Ngụ ca, đợi tôi một chút. Bên phải của tường lửa này chính là một cái bẫy. Nơi trốn bí mật của chúng ta là nằm ở cửa bên trái. Ngụ ca trốn học là số 1 của lớp rồi. Con khỉ đá như anh thì ai mà chơi lại được chứ. Nhanh lên, hôm nay chúng ta phải chơi 100 trận. Ngoài đời tôi có thể thua anh, nhưng trong game thì anh phải gọi tôi bằng bố. Hả? Thằng nhóc đáng ghét lại thông đồng với con khỉ đá này. Thật sự là làm tôi tức chết mất. Hôm nay phải xử bọn chúng. Bên này tôi nhớ có hai cánh cửa rất to. Con khỉ thối và thằng nhóc chắc là đang trốn trong đó. Phải chọn một trong hai cánh cửa này để cho số phần sắp đặt đi. Không đúng thì sai. Nếu sai tôi chọn lại, đúng là mấy cái trò trẻ con. Hả? Sao đâu ra lại nhiều cửa thế này? Tôi bị OCD với mấy cái cánh cửa. Cứ mở ra là không thể ngừng lại được. Cửa bên trái, chắc chắn là bọn chúng đang trốn trong này. Hôm nay nhất định phải bắt hai người họ về làm bài tập. Nếu không, tôi sẽ không làm cái thầy giáo này nữa. Dùng một loại bẫy để mà lừa tôi sao? Thật sự dám coi tôi là một kẻ đại ngốc sao? Cả hai bên cánh cửa này đều là bẫy rồi. Tại sao chỗ này lại trông kỳ lạ thế? Ồ, hóa ra là khối ao giá. Còn dùng cả dung nham để mà chặn đường tôi. Đây chắc chắn là kế hoạch của con khỉ thối.
tôi chỉ có thể từ bỏ cái đống bài tập làm lót đệm chân. Lấy theo. Bài tập thân yêu của tôi, nhất định tôi sẽ trả mối thù này. Phía sau lại có hai bức tường, các cụ đã nói là nam trái, nữ phải, vậy là đang ở bên trái. Ôi giời ơi! Chưa mỉ, chưa mỉ! Sẵn lắm, sẵn lắm! Bên trái thực sự là một cái bẫy đen xì xì, nếu không phải bên trái, thì là bên này rồi. Cuối cùng là cả hai bên đều là bẫy, vì phía sau là khối ảo giác, vậy chắc chắn phía này có lối vào bí mật. Mấy khối này có gì đó trông rất kỳ lạ, thoạt nhìn qua thì không phát hiện ra. Cuộc này thì bọn chúng tới công chuyện với tôi, lại xuất hiện hai cánh cửa nữa, ngọc dịch trên bên này cũng thiếu mất hai cái. Vậy chắc chắn là họ đang trốn phía sau cửa bên phải, tôi không tin là hai cái đứa chúng nó trốn thoát được. Ôi giời ơi! Lại bị lừa rồi, phía sau này chả có gì hết, hai cái thằng nhóc đáng ghét, ta sẽ báo thù, xem ra là chỉ có thể nhập lệnh tự hủy thôi. Thật sự là hai cái đứa này làm tôi tức chết mà. Suốt ngày đi học bay đủ trò để mà chôn thầy giáo. Tôi nhất định phải dạy cho bọn chúng một bài học. Tất cả mau dừng lại đi, mau theo tôi bò về lớp làm bài tập. Ngụ ca, anh mau xử lý ông thầy giáo đi. Ôi giời ơi! Hai cái đứa đáng ghét các người, có bản lĩnh thì để ta lên đó. Ông thầy giáo đáng ghét, đừng có nói nhảm nữa. Xem còn dám đưa chúng tôi về làm bài tập nữa sao, thật là nực cười. Ngụ ca, chúng ta tiếp tục chơi game thôi.